đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay cô Hà tới sớm như vậy đó. Em tới đúng giờ mà đã thấy cô Hà đứng ở đây rồi. Và cô Hà có một chén trứng cút ở trên bàn. Ngày hôm nay nguyên liệu chính của món ăn của mình là trứng cút phải không cô? Đúng rồi đó Minh Châu. Hôm nay thì cô cũng đến sớm mà đã chat nghe của chương trình và nhận được yêu cầu của một vị nữ khán giả. Minh Châu biết là nữ khán giả này nói gì không? Em chưa biết, em chưa có đọc mail, cô Hà kể cho em nghe đi. Trong email thì chị đã tâm sự là chị là một nữ khán giả trung thành của chương trình. Chị rất ấn tượng về cách chế biến đơn giản nè và dễ làm, dễ nhớ của chương trình. Chị có yêu cầu nhờ hướng dẫn cho chị một món ăn mặn từ bao tử. Ồ, bao tử. Em thích ăn bao tử hầm tiêu với bao tử luộc lắm. Nhưng mà chắc là chị đâu có yêu cầu món đó đâu, đúng không cô? Đúng rồi, chị không yêu cầu món bao tử luộc hay là bao tử hầm tiêu như là Minh Châu biết. Và hôm nay thì chương trình sẽ hướng dẫn với chị và quý vị khán giả một món ăn mặn từ bao tử. Món ăn có tên là bao tử kho dưa cải trứng cút. Để làm món này thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: khoảng 400g bao tử, 200g dưa cải chua, hành, ngò, ớt sừng, ớt hiểm, 10 quả trứng cút, dầu điều, hành tím băm, tỏi băm, nước dừa, các gia vị thông thường và nước tương Phú Sĩ. Đầu tiên thì cô sẽ cắt dưa cải. Chúng ta sẽ cắt miếng khoảng chừng 3-4 phân. Mình sẽ cắt tiếp phần hành ngò này luôn. Ớt sừng thì mình sẽ cắt lát. Mình cũng chỉ cần một ít ớt sừng thôi để mình sẽ trình bày lên món ăn sau cùng. Tiếp theo thì phần ớt này cô sẽ đập dập. Sau khi đã cắt cái phần rau củ xong thì bây giờ chúng ta sẽ cắt tiếp đến phần bao tử. Phần bao tử này thì tôi đã chuẩn bị sẵn. Minh Châu và quý vị khán giả lưu ý là muốn làm bao tử sạch thì sau khi mua về chúng ta sẽ lộn mặt trái của bao tử ra như thế này. Rồi chúng ta sẽ chà cái bao tử này với lại hỗn hợp hoặc là muối lại giấm hoặc là muối lại phèn chua, chà khoảng 2 lần. Sau đó chúng ta rửa sạch và chúng ta sẽ đặt một cái chảo nóng lên trên bếp. Rồi chúng ta áp chảo cái phần mặt trong của bao tử. Khi mà xuất hiện một cái lớp màng trắng là được. Chúng ta sẽ rửa và cạo sạch cái lớp màng trắng này. Bây giờ thì cô sẽ cắt cái phần bao tử này ra. Và chúng ta sẽ ướp vào trong bao tử như sau: nửa muỗng canh nước tương Phú Sĩ, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và một nửa muỗng cà phê tiêu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ ướp vô đây nửa muỗng canh hành tỏi băm. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng nồi áp suất để kho nha. Bây giờ thì cô sẽ cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh dầu. Khi dầu đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây khoảng 1 muỗng cà phê hành và tỏi băm. Rồi cô sẽ cho bao tử vô xào ha. Dạ. Xào cho bao tử săn lại. Cái này mình xào thì mình nhớ là mình xào lửa to nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho luôn phần cải chua này vào xào khoảng chừng 2 phút thôi. Thưa quý vị, việc mà xào bao tử trước khi kho thì sẽ giúp bao tử săn, giòn, thấm gia vị. Khi kho xong thì sẽ thơm ngon hơn. À hay quá. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên xào bao tử trước khi kho để cho bao tử săn, giòn, thấm gia vị. Khi xào xong thì chúng ta kho lên sẽ rất là thơm ngon ạ. Chúng ta sẽ nêm 4 muỗng nước tương Phú Sĩ. 4 muỗng nước tương Phú Sĩ hả cô? Đúng rồi. Em nhớ cô Hà đã từng nói là nước tương Phú Sĩ sẽ có màu rất là đẹp đúng không? Bây giờ mình cho 4 muỗng canh vào thì là đảm bảo lát nữa món kho của mình nhìn sẽ rất đẹp mắt. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng nước tương Phú Sĩ để làm cho món ăn này có vị đậm đà, có mùi vị thơm ngon cũng như là sẽ có màu sắc rất là đẹp. Quý vị khán giả đừng quên điều này nha, để cho món kho của chúng ta có màu sắc đẹp nè, được thơm ngon nè và có mùi vị hấp dẫn thì quý vị hãy sử dụng nước tương Phú Sĩ để nêm vào món kho. Tiếp theo thì cho phần nước dừa này vô ha. Cô sẽ cho luôn phần trứng cút này vô. Và cô sẽ cho thêm khoảng chừng 1 muỗng canh màu điều. Dạ. Trước khi đậy nắp nồi áp suất lại thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ cho 2 trái thiểm vào. Chúng ta sẽ đậy nắp nồi áp suất này nha. Hồi nãy cô Hà nói là từ 5 đến 7 phút đúng không ạ? Đúng rồi. Em nghĩ là không tới đâu, mới có 3-4 phút mà em đã thấy là có vẻ như chín mà có mùi thơm rồi đó. Thực ra thì cũng phải từ 5 đến 7 phút. Nói chung là thời gian thì tùy theo cái bao tử của mình mua được là nó non hay già, nó dày hay mỏng. Ha. Ồ, dạ. Rồi bây giờ thời gian đủ rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp. Dạ, thơm lắm rồi đó. Rồi, được rồi đó. Thì tôi sẽ mở nắp ra. Tiếp theo thì cô sẽ cho vào đây một ít hành ngò, trộn đều lên. Rồi bây giờ thì cô sẽ múc ra dĩa nha. Dạ.
cô sẽ chan một miếng nước kho lên nha. Đặt thêm một cọng hành nè, và lát một chút tiêu, một miếng dưa cải ha. Dạ. Và một quả trứng cốt. Cô mời Minh Châu thử nha. Dạ, em cảm ơn cô. Ăn cái trứng cút nha. Quý vị khán giả có biết không, bao tử giòn, thơm, ngon, ăn không hề bị dai một chút nào hết mà cũng không quá mềm. Điều này là một điều Minh Châu cảm thấy rất là ngạc nhiên vì chúng ta đã nấu trong nồi áp suất nhưng bao tử không hề bị quá mềm. Ngoài ra thì dưa cải có một độ chua chua nhẹ nhẹ nè, làm cho món ăn không hề bị ngán. Còn trứng cút thì cũng không nát, ở bên ngoài hơi hơi cứng cứng và giòn giòn nhưng ở bên trong thì mềm bùi thơm. Tất cả những điều này hòa quyện lại tạo nên một món ăn rất là ngon. Quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy vào ngay trong bếp và thực hiện món bao tử kho dưa cải trứng cút này quý vị nhé. Minh Châu hy vọng là quý vị sẽ thành công. Và nếu thực hiện thành công rồi thì đừng quên chia sẻ cảm nhận với cô Hà và Minh Châu thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn nếu như đã bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay hoặc là quý vị chưa kịp ghi chép công thức thì hãy ghé thăm website mongonmỗingay.com quý vị nhé, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị thật nhiều, hy vọng sẽ sớm gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món ngon mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.